Ok, cắm cái đuôi chuột vào, gắn mũi đục vào test thử cho anh ha. Nói chung là mình ở xa nên phải test cho nó kỹ, cho nó đàng hoàng. Xo nó còn đen thui, cứ thế này mình vặn vào thôi, vặn vào tới cái khớp của nó là được rồi ha. Tới cái lần mà nó hết cái nó chặt rồi đó. Mũi đục quá đẹp. Mạnh bạo lực luôn à, không có xì, không có rò hơi gì ha, mới chưa xài mà sao có chuyện xì rò hơi được. Quá mạnh. Những cái dòng hơi của IR thì không có gì để bàn cãi, chỉ có Snap-on Mỹ mới là đối thủ thực sự của IR Mỹ này thôi. Okay. Tháo lắp thay mũi nó cũng khá là đơn giản. Thì cái này để em tặng thêm cho anh một cái lò xo sơ cua để dành để mình xài, tại vì mình có nhiều cái mũi đục mà mình chỉ có một cái lò xo thì nó cũng hơi ít ha. Để tặng kèm cho anh thêm một cái lò xo sơ cua, bỏ vô trong hộp luôn nha. Ok. Cây dây hơi đây, 6 mét dây hơi. 6 mét dây hơi này là cắt ra từ một cái cuộn lớn cả trăm mét lận. Dây này dây của Nhật, rất là dẻo, rất là dẻo. Và em đã bấm sẵn đầu nối nhanh, đầu nối nhanh để mình sử dụng thôi. Về anh cắm vô là sử dụng thôi. Cái dây này cái áp nó chịu lên tới 30 kg lận. Cái lớp vỏ bảo vệ ở ngoài của nó làm cái lớp nhựa trong trong rất là dẻo, và cái sợi bện của nó là cái sợi bện kiểu mà bện dễ cá đó. Mà nhìn kỹ qua cái lớp nhựa trong này mình sẽ thấy, và quay cái buổi tối thì ánh sáng nó cũng hạn chế nên cái màu mình cảm giác nó hơi tối tối màu dây. Nhưng mà cái dây này về anh thích thì anh rửa xà bông nó lại, cái anh thấy cái độ trong của cái lớp nhựa ngoài và cái lớp dễ cá phía bên trong á, cái dây này rất là chất lượng, đánh giá dây chất lượng. Và cái lỗ dây này, cái lỗ 10 ly rất là lý tưởng để chúng ta sử dụng cho những cái thiết bị hơi ha. Ok, cắm thử ở đây coi nè, kính dây không có xì, không có rò chỗ nào hết ha. Rất là nhẹ nhàng. Dây lỗ 10 ly mà nó dẻo như thế này thì phải nói là cái dây rất là chất lượng. Nó đang vào hơi á, nó đang có hơi áp 8 kg mà anh thấy cái dây nó rất là dẻo ha. Ok. Rồi. Em bên nó đóng gói nó gửi cho anh luôn. Em thấy cái đuôi chuột này có phải tháo ra bỏ vô cái hộp nó coi vừa không?